Dạ, các bản tin nhanh 24/7. Honda Rebel 300 được bán mức giá 160 triệu đồng Việt Nam. Rebel 300 là sản phẩm đầu tiên nằm trong kế hoạch kinh doanh của mảng xe phân khối lớn ở thị trường Việt Nam, được Honda công bố tại Việt Nam Motorcycle Show 2007. Với mức giá là 160 triệu đồng, Honda Rebel chắc hẳn sẽ nhanh chóng tạo nên sự biến động lớn tại thị trường. Bởi trước đó, phiên bản 250 khối được các showroom tư nhân nhập về và bán mức giá là trên 200 triệu đồng. Về thiết kế, Honda Rebel 300 2007 sở hữu kiểu dáng khá hiện đại, độc đáo theo phong cách bopper với cái lớp đầy đặn và tư thế ngồi thoải mái. Ở phiên bản 2007 lần này của Honda Rebel 300, sở hữu cái chiều dài trục cơ sở ở mức 1490mm, chiều cao ở mức 690mm và dung tích cái bình xăng là 11,2 lít, trọng lượng không tải 190kg. Đèn pha tròn cổ điển, phần yên thiết kế thon gọn cho cả người ngồi trước lẫn ngồi sau. Đồng hồ tròn đơn hiển thị đa điện tử, hệ thống ống xả đơn. Honda Rebel 300 2007 được trang bị cái phuộc là 41mm ở trước và giảm xóc lò xo kép ở phía sau. Tiếp đến là bộ mâm đa chấu 16 inch đi kèm với lớp kích thước 130/90 ở bên trước, 150/80 ở bên sau. Rebel 300 2007 trang bị khối động cơ xanh đơn với dung tích là 286 phân khối, hộp số sơ cấp. Động cơ tạo ra công suất đa lên tới là 34 mã lực, tại vòng tua máy là 9.500 phút, mô men xoắn cực đại là 27 Nm tại 7.751 phút. Hiện tại, thời gian Honda Rebel 300 2007 xuất hiện tại các đại lý Honda ở Việt Nam vẫn chưa được công bố. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp, nhớ like, share và subscribe.